Mua Android TV Box, camera giám sát, màn hình gaming tốt nhất, bảo hành dài hạn nhất đến ngay smartnews.vn Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ review một chiếc đèn mà đang rất là hot ở trên Facebook. Dạo này mình thấy cái đèn này được quảng cáo trên Facebook rất là nhiều này. Chắc là do mình tìm kiếm đèn năng lượng mặt trời nhiều ở trên Google. Nên là Facebook của mình toàn quảng cáo mấy cái đèn này các bạn ạ. Đó thì mình cũng đặt mua một chiếc ở trên Shopee về review cũng như là test thử và bung ra cho anh em xem nội thất bên trong của cái đèn này nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp và test thử cho anh em xem nhá. Cái này thì mình lấy giá nó chỉ gần 150 000 đồng ở trên Shopee thôi các bạn ạ. Thì link mua hàng mình để trong phần mô tả nhé Các bạn có thể vào đấy để xem. Shopee thì mấy hôm nay cũng đang phở lạt sale rất là mạnh đấy. Nói chung là cứ mỗi tháng mà đến ngày 11 tháng 11 này hoặc là ngày 12 tháng 12, mấy cái ngày mà có hai cái số nó trùng nhau trong một tháng ấy thì các cái sàn điện tử thì người ta phở lạt sale rất là mạnh. Anh em tranh thủ mua mấy cái dịp đấy này, được mã giảm giá này, cũng như là anh em sẽ được thêm mã free ship À mấy cái má đấy thì mình có săn nếu mà săn được ấy thì mình để trong phần mô tả nhá. Dạo này mình cũng chưa săn được cái má gì cho nó ngon lành các bạn ạ. Đó, mình sẽ có một cái giá để đèn này. Ở đây mình sẽ có một cái đèn năng lượng mặt trời các bạn ạ. Tấm pin cũng tương đối là to đấy. Đấy, tấm pin nó to hơn cái đèn hôm trước mình đã review này. Ở dưới này thì sẽ có 1 2 3 4 5 6 cái đèn led nhá, giống cái đèn hôm trước. Ở đây sẽ có một quyển sách hướng dẫn các bạn ạ một cái để gắn vào tường này mình xem phụ kiện đi kèm nào chỗ này sẽ có một cái tay điều khiển nhá vít nở này thấy chưa quan ạ thì ở đây là một cái đèn cảm biến năng lượng mặt trời ban ngày thì nó sạc ban đêm thì nó sáng này hoặc là có người đi qua lại thì sáng nhá có thể điều khiển được này trong đây sẽ có ba mẫu khác nhau quan ạ ở đây thì mình sẽ đặt 6 cái màu led này thì nó lại không có ở trong này nó không có trong này ở à đây các bạn ạ để xem nào con này thì không có cái thông số gì chỗ này các bạn ạ cũng như là thời lượng pin cái này thì mình sẽ test thử xem nó sáng được bao lâu nhé ở đây thì mình cầm thì thấy khá là chắc tay đấy các bạn ạ hôm nay là cái đèn này nó khắc phục được cái tình trạng là đồng nước giống cái đèn hôm trước mình đã review này nói chung là nó vẫn hơi lóm xuống một xíu nhưng mà đồng ở chỗ này thì nó không bao nhiêu đâu và được đổ keo rất là kín ở chỗ này này đó mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh nhá đây các bạn xem cận cảnh này chỗ này người ta đổ keo hết rồi nhá tấm pin này thì nó khá là to to hơn cái tấm pin mà cái đèn để mình lấy các bạn xem đây so với cái đèn này hôm trước mình review thì cái tấm pin này nó lại to hơn một xíu quá ạ giá tiền thì nó cũng xem xem như nhau cả nói chung là đèn năng lượng mặt trời giá rẻ mà thì mình thấy nó giá tiền thì đều như nhau cả để mình xem cái đèn nào nó sáng tốt hơn thôi hoặc là cái đèn nào thì nó sẽ phù hợp với các bạn hơn tí nữa mình sẽ bung các bạn xem nhá cũng như là test thử cái chip led này cho các bạn xem này chip led này thì mình nghĩ là cũng giống hệt như nhau thôi để mình sẽ ráp cái này vào nhá cái này thì các bạn sẽ ráp thế này này ô ở đây không có cái vằn đấy à à đây đây tí lại quên Chỗ này nó có mấy con ốc các bạn ạ Đó Sẽ có vằn thế này này Chắc là cái này mình bỏ qua nhé các bạn Bỏ qua cái này đi Cái này là cái giá để các bạn gắn vào tường Cái này là đèn pha năng lượng mặt trời Mình sẽ test thử nhé Ấn non lên này Đấy khi mà có nắng á, và hoặc là có ánh sáng chiếu vào chỗ này thì cái đèn này nó tắt nhá không có thì nó sẽ tự động bật lên này đó cái đèn này thì mình thấy cái độ sáng thì nó cũng giống như cái đèn mà cái đèn hồi nãy mình cho các bạn xem ấy cái độ sáng mình thấy nó tương đương như vậy các bạn ạ ở đây thì các bạn cũng có một cái điều khiển như vậy có 3 model khác nhau này cũng y hệt như vậy các bạn ạ mình nghĩ cái này cùng một công ty sản xuất thôi cũng có các chế độ như nhau cả này sáng mờ này có người đi qua là sáng mảnh nhá Ủa oh, chỗ này đâu? Sáng mờ này Cái này do cái ánh sáng nó có quá nè Đó Không có là nó sẽ sáng mờ này Người đi qua là nó sẽ sáng mạnh này Đấy Thì đều y hệt như nhau cả Chỉ có là cái ngoài hình nó khác nhau một xíu này Tấm pin nó khác một xíu này Rồi ok thì bây giờ mình sẽ đem ra ngoài Và test thử cái đồ sáng của xem nhé Rồi là tí nữa mình sẽ bung hoàn xem cái nội thất bên trong Của cái đèn này xem như thế nào Ok thì như vậy mình cũng đã test thử bạn xem rồi Thì ở đây mình thấy cái độ sáng của cái đèn này thì nó cũng tương tự như cái đèn mà hôm trước mình đã review bạn xem Độ sáng mình thấy nó khá là tốt ở trong cái tầm giá mà giá tiền giá rẻ thế này Thì ở một cái mức giá rẻ thế này thì các bạn không thể nào đòi hỏi được nó sáng cực kỳ mạnh hay là sáng đúng cái công suất của nó nhé con này thì được công bố là cái độ sáng nó rơi khoảng tầm 10 mát thôi Nhưng mà tí nữa thì mình cũng sẽ test thử bạn xem cái độ sáng của nó như thế nào cũng như là cái công suất của nó luôn té thử cái chip led này quan xem này còn ở đây thì mình thấy trước tiên là cái so với cái giá tiền ấy cái đồ sáng thì mình thấy tương đối là tốt rồi các bạn ạ mấy cái đèn giá rẻ này thì mình cũng không đòi hỏi được gì nhiều thêm đâu chủ yếu là mình thích những cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó càng to càng tốt các bạn này tấm pin năng lượng càng to thì thời gian sạc thì nó càng nhanh hơn tấm nhỏ thì nó sẽ sạc lâu hơn các bạn ạ đó, thì bây giờ mình sẽ bung còn xem nhá xem nội thất bên trong như thế nào thì mình sẽ tắt cái đèn này cái đã vẫn tích những cái đèn nào mà nó có cái tấm năng lượng mặt trời nó to con ạ giá mấy cái này cũng rẻ thôi các bạn về mà đồ là một viên pin khoảng tầm mà 4.000 mp giờ ấy là dùng thoải mái rồi không cần đồ cao đâu chỉ cần 4.000 thôi nhá 4.000 là cái cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó sạc khá là lâu rồi đấy cái này thì nắng quan phải sạc khoảng tầm 6 tiếng đến 8 tiếng này quan để vị trí nào mà nắng nó có thể chiếu vào tấm pin khoảng tầm 6 đến 8 tiếng ấy thì nó mới sạc ok viên pin trong này được vào wow, đây là cái đèn nha vẫn như vậy các bạn ạ Mấy cái đèn này thì mình thấy cái tấm pin nó khá là tốt à, Cái mạch của nó cũng như là bên pin ấy Để mình sẽ mở ra quản xem tiếp nhé Nó cũng khá là đầy đủ đấy Có cả IC để điều khiển cái đèn này Ở những cái chế độ sáng khác nhau này Chỗ này là cái cảm biến này À, có nhiều bạn bảo là tắt cái cảm biến này Hôm nào mình sẽ làm một video nhé sẽ câu thẳng trực tiếp để làm cái công tắc này luôn cái này thì cũng tương đối là dễ thôi nhưng mà mình thấy rất là nhiều bạn comment ở cái phần này này để làm cái công tắc bật trực tiếp luôn đấy ở đây sẽ có hai viên pin là hồng di hai viên này thì mình hai viên này thì mình đã review rất là nhiều rồi gần như là mấy cái hãng gần như là mấy cái đèn này nó chung một hãng này cả các bạn ạ mở ra toàn thấy cái pin hồng di này pin này các bạn có thể thay thế này đây mình cho các bạn nhá các bạn xem này đó ở đây mình có mấy viên pin con này pin này còn chỉ việc là mua về còn gắn vào thôi hai viên này gắn vào thoải mái đấy con ạ hai viên này dung lượng khá là cao đấy đó gắn vào này đấy chỉ cần hai viên mới thế này là ok rồi ở đây thì mình nghĩ là các bạn mua về là nên thay pin nhá thay pin cái này rất là dễ dàng không cần phải đầu nữa này mở ra là thay luôn đây, mình sẽ tháo cái này ra nhé để lại hai viên pin cũ hồi nãy rồi thì đây là cực điện của tấm pin năng lượng mặt trời nó chuyển xuống các bạn này hai cái dây này nó làm khá là bé nếu mà quản không cẩn thận là nó sẽ đứt ngay nhá tấm pin này tương đối là to đấy đây gần một găng tay của mình các bạn ạ tấm này là tấm 6V nhá 6V 2W chẳng hạn con này mình nghĩ là 2W đấy Bây giờ mình sẽ test thử cái đèn này nhé Để xem cái đèn này cái công suất nó sáng là bao nhiêu ạ Rồi thì mình sẽ để ở cái mức 3V nhé Để test thử xem thế nào 3V thì cái đèn này nó sáng giống như hồi nãy đấy Thì ở mức 3V thì nó chỉ ăn dòng là 0,3-0,4 các bạn này Đó 0,3-0,4A thì viên pin này là mỗi viên khoảng tầm 1.200 hoặc là 1.100 quân ạ. Tổng cộng ở hai cái viên này thì nó sẽ hơn 2.000 một xíu thì các tính cái công suất của nó nhé nó sẽ giảm dần chứ không phải là đâu này đó trung bình nó sẽ là 0,4 a nhé 0,3 0,4 này ở đây thì mình sẽ tăng lên một xíu nha tăng lên khoảng tầm uh, 0, đây nè tăng lên khoảng tầm 3,7 v nhé đó thì có nhiều bạn bảo là cái đèn này là đèn led 3 v nếu mà thấp ở cái đèn áp uh, 3,7 v đấy là cái chip led này nó nóng nhưng không phải đâu nhé các bạn hoàn toàn rất là mát nhé không có một hiện tượng ấm và gì cả luôn không có một hiện tượng ấm hay là nóng lên một xíu nào luôn nhá nó rất là mát đây mình sẽ thắp một tí cho các bạn xem này bây giờ nó ăn lên tầng 1A các bạn ạ nếu mà mình chạy ở cái điện áp là 3,6 à 3,7V đấy nhưng mà nó qua cái mạch này qua này cái đèn này nó qua cái mạch này thì nó chỉ chạy khoảng tầm 3,2V thôi nhá không phải là điện là 3,7V đâu nên là nó chỉ ăn là 0,4A thôi đó cái led hoàn toàn rất là mát nhá nếu mà chạy 3,7V đấy và ở đây thì mình test thử thì nó không nóng lên một tí nào cả Nó cực kỳ mát luôn Vẫn như bình thường Không thay đổi một cái nhiệt độ nào nhé Nên là quản yên tâm là quản cho nó chạy điện 3,7V thoải mái nhá Không nóng lên đâu các ạ Nên là yên tâm đi Bạn nào muốn đổ pin 3,7V mà chạy điện trực tiếp ấy Cứ thoải mái nhé thì ở đây mình test thử thì với cái điện áp 3,7V thì mình thấy ánh sáng của nó khá là mạnh so với điện áp là qua cái mạch này qua cái mạch này thì điện áp nó sẽ giảm xuống nhé đồng nghĩa thì thời gian sáng của nó nó được lâu hơn nếu như mà các bạn nhìn vào thông số thực tế mà mình test ấy mà tính theo cái mạch hoặc là các bạn tính theo cái công suất của viên pin này ấy thì cái đèn này nó không phải đâu nhé tại vì là nó đã qua cái mạch này rồi này đó thì như vậy mình cũng đã test thử bung ra cũng như là cho các bạn chiêm ngưỡng nội thất bên trong của cái đèn này rồi các bạn nghĩ gì về cái đèn này, các bạn cứ comment ở bên dưới video nhé. Và cũng như là link mua mấy cái đèn này hoặc là những cái đèn mình đã từng review ấy thì mình cũng để trong phần mô tả luôn nhá. Các bạn có thể vào đấy các bạn xem. Còn ở đây theo cá nhân của mình thì mình vẫn thích là cái đèn tấm pin năng lượng mặt trời nó rời ra các bạn ạ. Thì nó sẽ lưu động và linh hoạt hơn và đỡ bị hư pin này cũng như là nước vào cái đèn. Còn ở đây thì mình chỉ review bạn xem thôi. Các bạn có thể xem video của mình và quan tham khảo nhé Ok thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh Review TV cũng kênh mít cháy ủng hộ mình nhá cho quan